Hello Vansa xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại Vansa trong cái bản tin của buổi chiều buổi tối muộn ngày hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2022. Bây giờ thì đã là buổi sáng ngày 18 giờ của Việt Nam thì bên Mỹ vẫn đang là tối ngày 17 nhưng mà ngày mai thứ ba thì thị trường stock cổ phiếu Mỹ sẽ quay trở lại đó và Vansa sẽ cập nhật thị trường cổ phiếu cho quý vị nha. Có một cái thông tin đó là thông tin của bên um, Sibai News mấy cái thông tin của tiền điện tử thì quý vị vào thêm tạp chí bitcoin để đọc nha, tại vì rất nhiều tin quý vị sẽ đọc chung chung thì thấy tiền điện tử mặc dù là nó đang ở cái ngưỡng đang nó đang đi xuống nhưng mà đã dùng cái từ lấy đà để bay lên thì quý vị phải biết được là vậy lấy đà đây là gì? Chả có một cái 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 cái, cái crypto nào mà nó đi lên theo cái kiểu là nó bay lên mãi mãi ngày nào nó cũng bay cả nó phải có những cái đợt dip để mà có những cái lượng bán tháo như vậy thì nó mới có bay được lên nha quý vị đó thì thành ra là rất nhiều người cũng đã comment uh, rất là khó chịu rằng là uh, tại sao bà cứ lên bà nói cho nó bay để 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 cho nó phải rút vào bụi rậm ấy cả uh, bà này cứ lên nói lần nào là bay là nó chui vào lòng đất rồi dùng cái từ láo cực kỳ luôn cũng có đó thì nó đã Uh, youtube nó đã block luôn rồi nó chỉ hiện trong youtube studio thôi nếu bạn xả không mở những cái tin tin nhắn nó ra thì họ sẽ không có cho ra quý vị nha đây gọi là nhốt vào chuồng đó đó thì quý vị phải hiểu một điều là như vậy đấy là những cái quy luật mọi người đã từng chơi cổ phiếu thì mọi người nắm bắt được rất là rõ ừ, kể cả tiền điện tử cũng vậy nó phải có xuống chứ không thể nào nó chỉ có lên được đó thì đây là cái thông tin mà cfo CEO thì là về bên um, Energy kỹ thuật còn CFO thì là về cái chữ F này là có nghĩa là financial finance bên tài chính đó. Thì hôm nay uh, trưởng tài chính của Robin Hood đã uh, lên và phát biểu về cái vấn đề uh, Lead CBA New cũng như là một số những cái tiền điện tử khác theo những cái tin đồn mà mấy ngày qua đã rầm rộ lên thì hôm nay chính thức CFO của 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 Robin Hood đã lên tiếng quý vị nha thì uh, CFO của Robinhood, ông ấy đã nói về cái vấn đề uh, tiền điện tử. Ông ấy cũng cho rằng uh, mặc dù bị rất nhiều những cái phản hồi rằng là tại ra, Robinhood không có lít thêm tiền điện tử so với Webull thì Robinhood rất là ít. Hiện tại cho đến thời điểm bây giờ thì Robinhood mới chỉ lít có Bitcoin này, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Dogecoin, Ethereum. Ôi bực mình quá nhỉ Sao nó cứ bắt mình đăng ký gì này không biết nữa Rồi uh, Ethereum Classic đó Rồi Little Hoy, Đó còn bên 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 uh, Weibo thì là là cái app độ gọi là đấu trọi với app Robinhood đó, hàng đầu của những nước Mỹ thì list rất là nhiều có cả mới list lên sàn ADA của đợt trước này rồi Uh, CRV này Nói chung là rất là nhiều Bên Weibo thì nhiều hơn Rivenhood rất nhiều Thì hút giống như kiểu Một cái sự um, Giận hờn <laughs> Trả lời với những cái Tờ báo đó Là họ không có coi trọng Chú trọng chủ yếu Về vấn đề của tiền điện tử Họ cho rằng Tiền điện tử Họ list hay không list Thì nó không phải là cái vấn đề Ảnh hưởng quá nhiều Tới những cái Kinh doanh Cũng như những cái vấn đề của họ Mặc dù cái list trên cái wallet mà họ chuẩn bị đưa ra mắt đó mà waiting list nó đã lên tới 1,6 million people nhưng mà họ vẫn cứ cho là nó không có quan trọng mặc dù cái lượng đăng ký của riêng những người ủng hộ cho Shiba New thôi nha chưa nói đến những cái mã crypto khác nó đã lên tới 550.000 đăng ký trong khi đó cái app của họ thì bao nhiêu người sử dụng thì quý vị tính ra thì biết được cái tầm quan trọng của tiền điện tử là như thế nào thế nhưng mà họ vẫn khẳng định một cái điều là như vậy và cái điều cuối cùng là họ đưa ra cái thông tin là họ sẽ phải có một cái sự bàn bạc chứ họ không có từ chối lần trước thì họ trả lời với cái tính chất là từ chối có nghĩa là không cần có tiền điện tử lít thêm thì họ vẫn tồn tại với những cái hình thức của bên cổ phiếu đó quý vị thế nhưng mà lần này thì họ không có từ chối như vậy tại vì nếu như họ trả lời như vậy thì kiểu gì mai cổ phiếu của họ cũng bay vào lòng đất thì lần này họ khôn khéo hơn họ cũng đưa ra những cái vấn đề để mà À, cũng có cái xu hướng là đi theo cái 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 sự xu thế metaverse cũng như là xu thế nghiêng về phía tiền điện tử lít trên những cái sàn giao dịch ở những cái app stock của Mỹ bây giờ ví dụ như Weibo đó thì họ cũng có vẻ là xuôi xuôi nhưng mặc dù như vậy thì họ vẫn chưa trả lời thẳng thừng là chúng tôi sẽ ép nó vào trong một ngày nào cụ thể cả mà họ nói là họ cần phải có cái sự Uh, bàn bạc họp mà uh, giống như kiểu là một cái hội nghị để mà đưa ra cái quyết định cuối cùng vào cái ngày nào thì họ sẽ list thì cái thông báo họ sẽ đưa ra sau chứ họ vẫn chưa có trả lời chính thức là uh, là là họ sẽ sẽ um, sẽ list nó ngay lập tức vì công ty của chúng tôi đã khó khăn về 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 business nó đã khó khăn quá khi không 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 list lên giống như mọi người đang nói thì họ không có đồng ý những cái ý kiến đó nha quý vị nha đó thì đấy là cái thông tin thêm về CBA News thì coi như đó cũng là một cái hé mở Uh, có thể là very soon nay họ đã đề cập đến rồi thì có thể là very soon họ sẽ đưa ra cái thông báo ngày chính xác để list CB New với một số những cái khoi khác chứ không phải chỉ ECB New không quý vị nha Đó thì đây là cái tờ báo mà vừa mới ra buổi chiều hôm nay ngày 17 tháng 1 xong. Đó thì còn quay trở về với um, Crypto thì lúc mà nó bị hack thì Vanessa đã chia sẻ riêng trong cái video kia cho quý vị rồi đó thì bây giờ sẽ chia sẻ sang cái thị trường cổ phiếu cho quý vị thì họ cho rằng là thị trường cổ phiếu ngày mai sẽ quay trở lại với những cái biến động rất là mạnh khi mà một số tiểu bang ở California à, ở Mỹ đã tuyên bố là cái con con con, con corona virus con, con biến thể mới omicron nó nó đã giảm xuống rất nhiều ở một số những cái tiểu bang đây là cái thông tin rất là vui thì có thể là nó cũng có những cái tác động tới cái thị trường và đặc biệt là cổ phiếu NIO thì ngày mai ai có sót NIO thì sáng sớm mở mắt sót cho nó kịp nha tại vì có khả năng là nó sẽ lên rất là nhanh. Sau khi mà NIO đã có những cái thông báo về uh, vượt bậc về cái vấn đề là trong cái tương lai từ năm 2021 đến năm 2025, họ sẽ tăng cái lượng xe điện và người ta gọi dùng cái từ là NIO will be the second largest EV maker có nghĩa là uh, sẽ trở thành cái công ty xe điện đứng thứ nhì chỉ đứng sau Tesla nhưng mà vất rất là gần với Tesla đó và họ đang có cái dự cái cái dự đoán là ngày mai uh, nó có thể có những cái biến động rất là mạnh thậm chí có người người ta có những tweet có những bài tweet người ta còn tweet là ngày mai nó sẽ lên 100 đồng <laughs> thì bạn sẽ nghĩ nó không có lên được 100 đồng đâu tại vì bây giờ nó mới chỉ có 30 đồng như vậy thôi uhm, nói chung là nó sẽ lên đó quý vị thì chúng ta có thể sót có thể sót nhanh cái mã Nio này nha kể cả là hầu long thơm thì nio vẫn là cái mã rất là tuyệt vời tại vì sao nó là tuyệt vời nó rất là uh, một cái điều rất là tiếc nuối mà tại sao nó xuống sâu như vậy là do cái thị trường nó, nó tác động chung của cả tất cả các thị trường của các cái uh, mã thôi cho nên là nó mới bị xuống như vậy và họ đã có cái thống kê đó quý vị để mà biết được những cái số lượng xe của nio đã vào thị trường mỹ là rất nhiều đó mà quý vị thấy là cái tốc độ tăng rất là khủng luôn Ví dụ từ năm nọ sang năm kia đó và những cái số lượng xe tổng cộng nó lên tới hàng trăm ngàn chiếc xe rồi. Đó thì trong cái cái năm tới 2021 2025 sẽ là những cái thời kỳ mà NIO sẽ cập nhật và đặt những cái uh, trụ sở và cũng như là những cái vấn đề sản xuất xe điện tại Mỹ của NIO, có nghĩa là xâm nhập vào thị trường Mỹ đó là very soon và họ có cái hình ảnh như này ở tiểu bang California là cái văn phòng đó họ đã đặt họ đã để cái chữ như này rồi. Đó, quý vị nhìn này, nó rất là khủng khiếp luôn ở bên uh, tiểu bang California nha. San Jose, đây là cái off building của San Jose. Đó. Neo, quý vị nhìn cái uh, biểu tượng này. Đấy thì đấy là cái thông tin qua qua Chia sẻ cho quý vị cái cổ phiếu Phải nói là đang sẽ hot trong ngày mai Thì quay trở lại với ngày mai Thì có một số những cái earning báo cáo Quý về Sun Trong đó có Apple nha quý vị Apple đó, ơn ninh sẽ vào ngày 27 tháng 1 này. thì bây giờ chúng ta sẽ bám, uh, tí nữa em sẽ xuống, bán sả sẽ xuống và sẽ copy các cái mã ơn ninh vào cái tuần của tuần này cho quý vị vào group nha. sẽ đăng vào group cho quý vị theo dõi. thì tất cả những cái mã ơn ninh nó sẽ có cái biến động rất là mạnh trước khi ơn ninh. còn sau khi earning ninh thì tùy không có biết được là nhiều cái sau khi ơn ninh thì nó bay nhưng mà cũng có những mã nó không bay và lý do thì không thể áp dụng được là uh, nó biết được ơn ninh thì nó bay. nhiều người lại biết biết ơn ninh biết cao quá thì phải cần fill uh, gọi là review lại và sẽ làm thay đổi lại cái giá để cho nó ổn định phù hợp gọi là overshare đó quý vị còn nhiều cái thì có thể không biết được earning nhưng họ lại muốn cho nó bay lên để mà tác động mạnh để mà kiếm được cái revenue mạnh hơn vào cái quý sau chẳng hạn như vậy cho nên cũng không thể áp dụng là ồ cái này earning biết được thì nó sẽ tăng vào cái kia bây, earning không có biết được thì nó sẽ không có tăng mà không phải là áp dụng vào những cái đó mà chúng ta phải đọc vào những cái tin tức Uh, riêng biệt của từng mã một thì chúng ta sẽ biết được sâu sắc hơn nhưng mà đại khái là cứ có ơn ninh thì trước khi ơn ninh nó rất là hay biến động thì mọi người có thể để ý mã apple cũng sắp ơn ninh này uh, để tí nữa em xuống em sẽ cho vào group cho quý vị những cái mã ơn ninh nha đó thì hôm nay ván xà chị lên để chia sẻ với quý vị như vậy thôi tình hình kinh tế thì vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn uh, khi mà đại dịch vẫn chưa chứng, chấm dứt ở uh, việt nam thì cái số lượng người bị nhiễm ở uh, sài gòn thì đang giảm rất là nhiều nhưng mà hà nội thì tăng quá trời Hà Nội thì ngày nào cũng cứ gọi là 3 ngàn, hơn 3 ngàn. Sấp xỉ 3 ngàn, hơn 3 ngàn. Sài Gòn còn có 200 này. Bình Dương có 59k này, Đồng Nai 55. Có nghĩa là mấy cái nơi này trước kia nhiều lắm thì bây giờ coi như nó hết rồi đó quý vị. Thì bây giờ đổ bộ ra ngoài Bắc, ngoài Bắc thì lại rất là nhiều. Đó thì tình hình là chung thôi. Thì hy vọng là họ nói dự đoán sau 2 tuần nữa thì nó sẽ giảm xuống vì là hết người để mà nhiễm rồi đó quý vị. Thì hy vọng thị trường cổ phiếu và chứng khoán nó cũng sẽ quay trở lại tốt đẹp hơn đó thì ba xã sẽ cập nhật tiếp những chi tiết cho quý vị nha hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo bye bye chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe may mắn bye bye